ngồi thẳng, nghiêng đầu sang trái, dùng tay trái ấn đầu xuống, tay còn lại nâng lên hạ xuống theo chiều từ trước ra sau. Cảm nhận độ căng của vùng cơ cổ bên phải. Lặp lại trong khoảng 30 giây. Vòng tay phải ra sau, áp mu bàn tay vào vị trí thắt lưng. Nếu không thoải mái, hãy hạ thắt tay xuống. Hít vào, kéo chỏ ra sau. Hở ra, đẩy chỏ về phía trước. Hãy cảm nhận các thớ cơ ở lưng cũng như mặt bên cổ co duỗi liên tục. Cũng từ vị trí đầu đang nghiêng về phía bên trái, hãy hướng cằm và mắt về phía hông trái. Tay di chuyển ra phía sau, ôm đầu, ấn nhẹ xuống. Tay còn lại di chuyển trước sau như mẫu. Hít tay di chuyển ra sau, hở tay di chuyển về trước. Tương tự đổi bên với bài tập 1, 2, 3. Hai tay vòng ra sau, đan lại, khép vai, đánh tay ra xa, xoay cổ sang trái, phải, luân phiên. Lưu ý, nâng nhẹ cằm. Hai tay vẫn đang chặt, kéo hai tay gài về phía eo phải. Hít vào, nâng cằm và nghiêng nhẹ đầu về phía bên phải. Cho đến khi nào các nhóm cơ cổ và vai bên trái căng giãn tối đa. Hãy giữ im trong 30 giây và sau đó thực hành với